Nhằm cung cấp thông tin cập nhật về những thay đổi trong chính sách kinh tế thương mại của các nước khu vực châu Mỹ trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do đang đi vào thực thi, xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và phục hồi kinh tế hậu Covid-19, mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn thương mại và công nghiệp với các đối tác châu Mỹ 2020. Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với châu Mỹ đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây. Mặc dù bị ảnh hưởng do tác động của Covid-19, nhưng trong 8 tháng năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam với các nước châu Mỹ vẫn đạt 69,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8%. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2019. Về đầu tư trực tiếp, tính đến hết tháng 8 năm 2020, có 28 quốc gia châu Mỹ đầu tư tại Việt Nam với 1.530 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 22,9 tỷ đô la Mỹ. Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra các phiên thảo luận đánh giá về triển vọng phục hồi kinh tế, tình hình kinh tế tại thị trường các nước châu Mỹ, tình hình xuất nhập khẩu của các nước châu Mỹ đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, cũng như những tác động của dịch COVID-19 qua phân tích tình hình thực tế của đại diện Bộ Công thương cùng các tham tán thương mại tại một số nước như Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Brazil, Chile, Cuba và Argentina.